ơi. Anh hai. Trời đất ơi. Ủa sao? Bữa nay đi chợ gom hết nguyên cái chợ trái cây sao mà quá trời vậy? Anh nói quá, lại đây nó nghe nè. Hả? Đi chợ gì mua trái cây với lại bông cúng bằng thờ thôi. Ừ. Nhưng mà nó nghe nè, nhờ đi chợ nha. Cho tôi mới ra chợ tôi nghe mỗi chuyện này đó. Nghe gì? Ly kỳ lắm. Ly kỳ mà chuyện gì quan trọng lắm sao mà mặt chị thấy bí hiểm quá vậy? Nghe nè, tôi đi chợ tôi nghe người ta đồn rần rần luôn. Bây giờ thương lái đang thu mua cao non. Cái gì? Cao non? Ừ. Ủa, mua gì vậy hổm vậy? Đáng lẽ tôi mua cao già chứ mất mới gì phải mua trái cao non. Đó thì mới tôi thắc mắc. Cao già không mua mà mua cao non mà thu mua giá rất là cao. 40 ngàn tới 70 ngàn, ghê chưa? Ủa kỳ vậy ta? Tại vì cao già thì người ta ăn được nè. Ừ. Ăn với trầu nè, quét dâu vô ăn được nè. Để nó ra được cái màu. Ừ. Còn cao non ở trong nó nước không mà ăn được cái giống gì mà tự nhiên mua cao non. Bởi vậy mà người ta bán, người ta mua. Bà con mình ùn ùn nghe giá vậy, ta nói đốn cao, lặt cao non bán hết trơn hết trọi mày ghê chứ. Dạ, cái vụ này ngon rồi nghe. Ngon hả? Cái vụ này là tôi có thể tôi đốn cái vườn cam tôi để tôi trồng cao tôi bán rồi nghe. Trời ơi, anh Năm thấy sự bất thường hả? Bất thường gì? Tại sao cao già không mua mà mua cao non? Ừ. Rồi mọi người ùn ùn, ta nói ùn ùn là lặt cao non bán hết, không thấy bất thường hả? Ờ ha. Đó, tôi nói nghe. Đúng rồi. Người ta đánh vào cái tâm lý của bà con mình. Chính xác. Hàm cái giá cao. Lặt hết cao non, à. Đốn hết cây những cái cây mà đặc sản, nông sản đó ha. À. Những cái cây mà quý hiếm ha. Ừ. Đốn hết, chỉ trồng cao thôi. Đó rồi mà thương lái mới lại không mua. Thì chính ngồi xác. Đó mà ơ mà khóc, thấy chính chưa? Xác. Cái kiểu này là giống như là mấy năm trước mà thương lái đó nó dụ nông dân mình đó đúng không? Mua lá mãng cầu xiêm nè. À. Rồi lá bần nè. Đúng. Rồi ốc bu vàng nè. À. Rồi đĩa nè. À, lá khoai lang nè. Đó, à. Thấy chưa? Mình thấy cái chuyện gì mà lạ. Mình phải để ý chứ mình phải cảnh giác chứ bị nhiều vố rồi. Đúng rồi, bà con mình thì ham lợi nhuận. Đó. Đúng không? Cái thấy cái lợi nhuận trước mắt mà không thấy cái hậu quả về vậy sao? Đó. Đúng không? Đốn hết cái cây mình đang thu hoạch, thấy cái kia nó lợi nhuận nó cao quá. Ờ. Cái đốn cái này, ấy kia, đến khi mà ví dụ như nó kia nó mua cao non đi. Bà con mình ham lợi quá hay hết. Tới khi mà cao già hết rồi, đâu còn đâu. Bởi vậy. Lúc đó khan hiếm. Nó bung ra nó bán lợi gấp đôi, nó bán 20 ngàn trái cũng mua nữa. Trời đất ơi, bởi vậy tôi nói bà con mình bị nhiều vố phải rút kinh nghiệm nè. Đừng có để mà tiền mất tật mang. Chính xác, chính xác. Bởi vậy mình phải đi tuyên truyền cho bà con biết. Đừng có gì cái lợi nhuận chút trước mắt mà coi không được coi cái thấy hậu quả về sau, hiểu chưa? Đúng. Mà đừng vì lợi nhuận trước mắt. Đúng. Đúng không? Đúng. Mà thấy cái hậu quả về sau nó khôn lường lắm. Ừ. Bởi vì cái thời buổi mà nông dân hội nhập rồi á. Ừ. Ha. Thì mình phải thời cơ thách thức mở ra. Người người ý thức. Nhà nhà yên vui.